Hi, xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một công thức đốt mỡ siêu khủng nhé. Với công thức này bạn có thể đốt cháy được cái mỡ thừa của bạn ngay cả khi mà đang ngủ luôn á. Tất nhiên đối với rau củ quả thì chúng ta không nên uống vào giấc chiều và tối, tại vì nó có chứa rất là nhiều vitamin, enzyme và nó làm cho chúng ta quá minh mẫn đến cái mức độ mà có thể làm cho giấc ngủ ban đêm của chúng ta nó sẽ bị trễ hơn so với cả thường lệ. Thì cái công thức này nó có một cái đặc điểm là khi mà bạn sử dụng liên tục trong vòng khoảng một tuần, bạn thay cho một bữa ăn, và khi bạn còn cảm thấy đói trong cái bữa đó, bạn có thể ăn cùng với cả thêm một đĩa trái cây rau củ trong cái danh mục thực phẩm tàng hình mà Anna đã có lần giới thiệu trong một cái video clip trước. Thì khi đó bạn sẽ thấy cái cân nặng của bạn thay đổi đi rất là nhiều. Và bạn biết không, mỗi lần mà uống công thức Burn Fat này thì Anna cảm thấy là cái vòng bụng của mình nó xẹp hẳn đi. Nó xẹp hẳn đi nhá. Và nó giống như là một cái ritual vậy. Cứ mỗi lần mà uống công thức này vào thì mình lại có cảm giác là thân thể mình đang thon gọn, bụng của mình đang phẳng. Và chắc chắn là khi sử dụng công thức này một thời gian thì bạn cũng sẽ có cái cảm nhận như vậy. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái nguyên liệu gồm có những gì nhé. Chúng ta sẽ có trước tiên là cà rốt. Thực ra cà rốt hợp với thể trạng của người châu Âu. Đối với cả người Việt Nam thì theo Đông y như thì người ta thường luộc cà rốt lên và ăn cả nước cả cái để giúp bổ cho máu. Thế còn cái cà rốt tươi này thì mình không nên dùng quá nhiều. Khi mà mình dùng một lượng vừa đủ thì nó sẽ tốt hơn nhá. Tức là công thức này mình không thể nào là mình thấy nó hiệu quả xong rồi mình dùng vài tháng thì nó là không tốt một chút nào. Cái thứ hai đó là ớt chuông. Hôm nay thì Anna có ớt chuông đỏ, bạn cũng hoàn toàn có thể thay bằng ớt chuông vàng hoặc là ớt chuông xanh, không vấn đề gì cả. Và trong ớt chuông thì như Anna có nói, nó có một cái chất gọi là capsaicin, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đốt cháy mỡ rất là ngoạn mục. Rồi, chúng ta có một thứ tiếp theo, đó là cải bó xôi. Vẫn là phải có rau xanh ở trong này, luôn luôn phải bổ sung thêm thực phẩm màu xanh, bởi vì màu xanh tức là nó có rất nhiều diệp lục. Rồi, diệp lục là cái gì nhờ, mình lại nhân thể giới thiệu ở đây, mình lại nhắc lại một chút. Đây là mạ lúa mì, và trong công thức B này thì chúng ta chỉ cần một lượng như thế này mạ lúa mì thôi. Chúng ta nhớ là hãy cắt nhỏ mạ lúa mì, bởi vì cái sớ của mạ lúa mì rất là dai. Khi mà cắt nhỏ thế này thì mới có thể ép được, không nó sẽ làm hỏng luôn cả cái lưới ép của chúng ta. Mạ lúa mì khi mà trồng thì nó sẽ như thế này. Và khi nó cao tầm khoảng 8 đến 10 cm như thế này thì chúng ta sẽ thu hoạch để chúng ta dùng cho những loại nước ép. Chứ còn mạ lúa mì này thì ăn rất là khó ăn. Khi mà bạn sử dụng mạ lúa mì hay là cả bó xôi thì cũng giống như trong rất là nhiều video clip mà Anna đã chia sẻ, đây là được xếp vào những loại siêu thực phẩm với cái hàm lượng diệp lục rất là cao và vô cùng tốt cho máu huyết của chúng ta. Khi mà tế bào của chúng ta được cung cấp đầy đủ oxy thì chính cái việc cung cấp dưỡng khí này sẽ làm cho tế bào của chúng ta hoạt động khỏe khoắn hơn. Giống như là chúng ta khi mà chúng ta hít thở, chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm thì tức là tế bào của chúng ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên cái hơi hít thở vào của chúng ta có thể đã đưa oxy vào được rồi, nhưng máu lại không có đủ hemoglobin để vận chuyển oxy đó đến từng những cái tế bào sâu nhất. Cho nên đi khi mà bạn sử dụng những cái thực phẩm có nhiều màu xanh, đặc biệt là mạ lúa mì, thì cái hàm lượng diệp lục của nó lên đến 70%. Và khi vào cơ thể mình, nó giống như là cung cấp thêm xe tải để chở oxy đi đến tận những cái tế bào xa xôi nhất vậy. Cái nguyên liệu cuối cùng đó là dưa hấu. Đây là một cái thành phần rất là đặc biệt của công thức này. Bình thường trong một cái clip hướng dẫn về những cái thực phẩm tàng hình thì Anna có nói rằng khi bạn đang ép cân thì bạn không được sử dụng dưa hấu để mà cho những cái loại thực phẩm mà bạn ăn. Vậy tại sao dưa hấu lại được sử dụng trong công thức này? Trong một cái hỗn hợp thì những cái hợp chất đến từ nhiều loại rau củ quả khác nhau nó sẽ có cái tác động đồng thời, và dưa hấu đã được tính toán một cái tỷ lệ tương đối. Đây là công thức dành cho khoảng 500ml. 500ml thì dành cho những người có trọng lượng từ 80 cho đến 100kg uống. Còn nếu như những cái thể trạng mà khoảng 50, 60, 65 cân
thì chúng ta uống cái ở cái mức là 300 ml cho một bữa ăn, được chưa ạ? Vậy là nếu như mà bạn bạn sử dụng khoảng 300 ml thì cái lượng dưa hấu của bạn chỉ là khoảng hơn một nửa chỗ này một chút thôi ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phần mà tạo ra được cái chai nước ép của chúng ta nhé. Như thường lệ vẫn là bật máy lên. Cà rốt á, nó ra rất là ít nước ạ, cho nên là trông như thế này thôi, nhưng mà cái tỷ lệ mà nước ép cà rốt ra là sẽ không có nhiều đâu. Giòn tan, cà rốt rất là giòn. Sau đó chúng ta sẽ ép đến dưa hấu. Khi mà cắt dưa hấu thì các bạn thấy rằng là các bạn có thể để lại cả cái phần trắng này. Cái phần trắng này cũng rất là tốt, rất là nhiều nước. Rồi chúng ta sẽ đến ớt chuông. Đơn giản không ạ? Chỉ có cắt ra thôi. Nó có thể những cái đồ này chúng ta có thể rửa sạch từ tối hôm trước, và sáng ra thì chúng ta cắt rồi chúng ta ép. Nó tốn rất ít thời gian ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ép mạng lúa mì trước. Mạng lúa mì, Anna nhắc lại là mạng lúa mì khá là khó ép ạ. Cho nên là khi mà ép thì chúng ta tỉ mỉ và chúng ta kiên nhẫn một chút ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ép đến nguyên liệu cuối cùng là cải bó xôi. Anna nhắc lại là bạn hoàn toàn có thể thay cải bó xôi bằng cải xoăn nhé. Mình có thể thay cải bó xôi bằng cải xoăn hoàn toàn nếu như mà cải xoăn đến đúng ngày thu hoạch. Sắp hoàn thành rồi. Và vậy là chúng ta đã hoàn thành một ly hỗn hợp siêu đốt mỡ có tên gọi là B2. Đấy là tên gọi của Yovo thôi. Burning Fat Number 2. Và với một công thức như thế này thì bạn thấy mình chỉ dành vài phút thôi. Và bạn hãy thay nó cho bữa trưa hoặc là bữa tối hàng ngày của chúng ta. Và nếu như mà bạn thích cái thông tin này thì hãy nhớ cho Anna một like, một share, hãy rung chuông subscribe channel của Yovo để cho Anna có thêm động lực để nhanh chóng làm những cái clip tiếp theo nhé. Các bạn hãy thực hành sử dụng cái công thức đốt mỡ nội tạng này liên tiếp trong vòng một tuần, và bạn luân phiên với những cái công thức khác để có được một cái kết quả tốt nhất. Anna tin chắc rằng bạn sẽ có một vòng 2 phẳng lì ngay cả khi bạn đã sinh em bé xong. Xin cảm ơn các bạn vì đã chú ý theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.